Ok, tối nay có nhiều người hỏi em làm gì tối nay hay là anh làm gì tối nay. Gọi điện thoại nửa đêm mà 3 giờ sáng hỏi anh làm gì tối nay là chết luôn. Cả nhà vậy hết. Ok. Hít.
em như vậy. Em có nhớ khi em nói hai người yêu nhau, chẳng điều gì quý giá hơn trong tay. Đến đây thôi, mình rời tay đi để anh không thể đi xa hơn như vậy. Có một người đang đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đôi mắt, con nén mặt và đôi môi ấy say mê bên anh như đôi ta đã. Có một người ta đứng chưa nhìn thấy chi, nhưng phép màu đang xây trong cuộc đời khi mây. Nơi bây giờ anh mơ khi nhìn em, mà anh mơ không còn. Một người đã đứng chưa nhìn thấy chi, những phép màu đang xây rất lớn mấy. Nên bây giờ anh mơ nhìn em bằng ánh mắt không còn. Nhạc hay quá.